Hello tất cả anh chị em, cảm ơn anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin giới thiệu một trò game WeChat đánh cầu online. Cái bước vào game thì nó khá là lâu, nhưng mà khi vào được rồi thì chơi rất là ok. Đây là một game được phát triển bởi một nhà phát triển ở Hàn Quốc. Cái nôi của game có thể là từ lâu rồi, mình đã từng chơi qua rồi. Bây giờ chơi lại cho anh chị em xem. Đồ họa này nó có hai kiểu, 2D và 3D. Đây, 3D thì trông như này, 2D trông như này. Mình đấu trong 2D. Mỗi ván cờ thì ở chế độ mặc định là 5 phút, và sau khi mà kia thì nó cho 3 thêm 3 lần nữa, 3 lần là 30 giây để đi. Mình lên C3. Mình bắt đầu bằng nước E4 này và phát triển. Bạn đang thiệt hơn mình 29 giây. Lên mã thôi. Bạn đi chiếu tướng. Bạn đang lưỡng lự đi tốt cột D hay là đi mã cột F. Ồ, cuối cùng bạn đi chấp nhận đi mã cột F, cột E, cột E. Mã G lên lên cột E. Nhập thành bạn ấy sẽ ăn hay được rồi, bạn sẽ ăn thì mình lại thôi. Đây thì nước tốt nhất của mình có lẽ mình sẽ lên chốt. Vì có đuổi bạn mã kia của bạn này thì bạn cũng chạy thôi. Trước tiên mình đổi hậu đi hả? Ok, sau đó thì mình sẽ mở cột này ra. Có
con đến số xe hay không? Từ hãy số xe hãy về tượng đi. Bạn này ghim con mã của mình lại. Tốt nhất của mình là mình nên đuổi bạn ấy luôn, không chần chờ gì cả. Bạn sẽ ăn, mình buộc lòng phải ăn vặt lại này. Ở đây khá là nhiều biến, lên chỗ thôi. Lên chỗ tiếp. Sẽ ra xe. Mình về chỗ thôi. À, về tượng thôi. Ở đây là mình đang lợi tham nên là mình sẽ tận dụng cái việc đấy. Mình ra đây. Đang lợi thời gian. Mình sẽ tận dụng cái việc đấy. Mình ép bạn này đi vào cái thế bí bắt buộc phải nghĩ. Còn để mà thắng ván này thì không đơn giản. Thực sự là không đơn giản. Vì bạn ấy bo hết tất cả cái đường rồi. Mình cứ bình tĩnh thôi. Nếu bạn ấy không giữ con chốt ở cột A, không giữ con chốt ở cột A, mình sẽ ăn luôn. Ai chà chà, bạn ấy đuổi mình đánh thôi. Một là bạn ấy phải nhảy mãi, hai là bạn đi về. Mình sẽ ăn chốt và ăn mã, ăn ép bạn ấy phải nghĩ tiếp. Mình sẽ tìm cách mình phong mà. Đó là phương án của mình. Đánh chắc, tiêu diệt thời gian của đối phương. Bạn ấy đi như này thì bạn ấy mình sẽ ăn hơn xe.
tiện sẽ ra đây. Mình sẽ ghi vào đây. Bạn ấy chạy tướng mình ăn mã luôn. Và bây giờ như gần như cả là một mình chơi. Mình ra mình bắt tốt. Bắt chốt. Mình ăn thôi. Mình ra đây. Mình mang con chó này. Vậy thì mình cứ ra đây thôi. Và bây giờ mình sẽ ăn thẳng vào mã. Nếu như bạn ấy hết luôn và mình đã chiến thắng. Ok, quá dễ dàng cho một ván rồi. Mình game mình cũng xin dừng clip ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo, trong những game tiếp theo. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem. Hy vọng anh chị em và các bạn thích. Xin chào.